Em xin được kính chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ. Và em là Tuấn đến từ chợ ô tô Việt Nam, có địa chỉ 26D Phạm Hùng. Ngày hôm nay em xin phép được giới thiệu đến anh chị và các bạn một chiếc xe được cực kỳ là hot và được săn đón rất là nhiều trong thời gian vừa qua. Đó chính là một dòng xe SUV. Đó chính là chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu cao cấp nhất. Chiếc xe sản xuất năm 2021 có tên tư nhân, mang biển số tỉnh. Và có một điều đặc biệt là chiếc xe này chỉ với lăn bánh tròn trĩnh đúng một vạn km thôi, xe còn rất là mới ạ. Chiếc xe này thì có ngoại thất màu đen, nội thất cũng là màu đen. Về tổng thể của một chiếc xe này thì sơn zin lên đến 100%, chưa một giọt sơn te nào luôn ạ. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Hyundai Santa Fe thì gồm có Honda CR-V, Nissan X-Trail và Kia Sorento. Đó là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Santa Fe. Phiên bản máy dầu này thì nhiều công nghệ, nhiều option hơn mà so với thời điểm hiện tại thì giá xe trong hãng thì đang càng ngày càng tăng và giá lên cao chót vót. Trong hãng cũng không có xe để giao sẵn ngay cho quý khách hàng, thì với những chiếc xe đã qua sử dụng thì cũng là một sự lựa chọn cho khách hàng nào rất là cần thiết mà cần tới xe đi lại trong dịp sắp tới. Thì sau đây em cùng quý anh chị và các bạn sẽ tìm hiểu một chút về phần ngoại thất của chiếc xe. Về phần cụm đèn pha cốt này thì được trang bị là đèn 2 bi bi LED nhé anh chị nhé, có thấu kính projector cực kỳ là sáng và thông minh. Phía trên đây thì là giải LED định vị ban ngày, cùng với đó là có hệ thống chiếu góc khi chúng ta vào cua. Mặt ca lăng thì là ngay chính giữa đó thì cũng có logo Hyundai, biểu tượng của nhà sản xuất. Ca lăng thì thiết kế theo dạng tổ ong, nhìn cực kỳ là đẹp và hầm hố. Có một điều hơn nữa là bác chủ cũ cũng đã lên hệ thống cam 360 quý anh chị và các bạn nhé. Một hệ thống cam là cực kỳ là sắc nét và an toàn. Nếu mà anh chị muốn lắp ngoài bộ cam 360 này thì cũng phải loanh quanh khoảng 15-20 triệu thì mới lắp được bộ cam gọi là chuẩn nét để sử dụng đấy ạ. Thì với hệ thống cam 360 này thì anh chị mua chiếc xe này về thì có sẵn luôn rồi, rất là tiện lợi. Có luôn cả cảm biến va chạm phía trước và sau xe luôn anh chị nhé. Phía dưới nắp capo này thì là động cơ 2.2 lít sản sinh công suất lên đến 200 mã lực, kết hợp cùng với đó là hộp số 8 cấp AT, vận hành cực kỳ là trơn tru và mượt mà. Theo thông số của nhà sản xuất thì máy Smart SIM này của Hyundai sử dụng trên đường thì tiết kiệm hơn rất là nhiều so với máy thế hệ cũ. La răng thì được là thiết kế theo dạng la răng phay đúc, đa chấu kép 19 inch. Bốn bánh đều được trang bị là bốn bánh ABS chống bó cứng, rất là an toàn. Hệ thống phân bổ lực phanh, chấm sơn của nhà sản xuất theo xe vẫn còn đấy ạ. Chiếc xe này bác chủ đi cực kỳ là ít. Trên gương thì cũng được là tích hợp xi nhan trên gương và một mắt cam của hệ thống cam 360. Cái bậc lên xuống này thì cũng rất là tiện lợi anh chị nhé. Khi nhà có trẻ nhỏ hoặc là có các người già đấy thì có cái xe của bậc lên xuống này rất là tiện lợi. Cụm đèn hậu của xe thì cũng là cụm đèn full LED, rất là đẹp. Phía dưới hệ thống đèn phanh kết hợp cùng với đèn xi nhan này thì được ốp một đường mạ chrome cực kỳ là sáng bóng và nổi bật cho phần đuôi xe. Cốp thì là cốp chỉnh điện cực kỳ là rộng rãi.
Cốp này cũng là cốp chống kẹt luôn anh chị nhá. Khi nào mà nhà anh chị mà muốn chở nhiều người đấy thì có thể kéo hàng ghế thứ ba này lên. Còn không thì chúng ta sẽ gập hàng ghế thứ ba này xuống để tăng diện tích cho khoang cốp để được nhiều đồ hơn. Một chiếc xe mà đến từ Hàn Quốc này thì về máy dầu Hyundai thì được cả thế giới là công nhận là máy dầu của Hyundai cực kỳ là lành lặn, tiết kiệm, bền bỉ. Và một chiếc xe đến từ Hàn Quốc thì luôn chiều chuộng người dùng về option. Thì sau đây em cùng quý anh chị tìm hiểu về phần nội thất. Về phần tay nắm cửa này thì cũng là chìa khóa thông minh Keyless Go, chỉ với một lần chạm. Đó. Ghế chỉnh điện, nhớ ghế ba vị trí luôn ạ. Khoang nội thất này thì nội thất da hai màu, nâu và đen, bọc da cao cấp, có đục lỗ thông hơi, tắp lô, tắp ly cửa, được ốp những cái phần nhựa giả gỗ này nhìn rất là bắt mắt. Ghế chỉnh điện cho bên lái và bên phụ, và bên lái thì có hai vị trí nhớ ghế anh chị nhé. Vô lăng thì bọc da cao cấp và có các phím bấm đa chức năng. Phía dưới đây thì kết hợp cùng với đó có lấy chuyển số trên vô lăng, đèn auto, gạt mưa tự động, cảnh báo vượt trên gương luôn ạ, chống trơn trượt, cảnh báo vượt trên gương, mở cốp và khóa vi sai trung tâm. Gương thì gương chỉnh điện, chống chói auto, kết hợp cùng với đó là tích hợp la bàn luôn. Để nó start stop, điều hòa auto hai vùng độc lập. Có sấy sưởi ghế, sưởi vô lăng, sạc không dây, màn hình 7 inch, được phát triển dành riêng cho thị trường Việt Nam. Rất là nhiều những option luôn ạ. Trần thì là được bọc da Alcantara. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama luôn. Củ số đây, bọc da cao cấp. Phía dưới đây thì là bốn chế độ lái anh chị nhé. Hỗ trợ đổ đèo, auto hold và phanh tay điện tử. Quá nhiều những option, quá nhiều những công nghệ. Với một chiếc xe SUV thì hàng ghế thứ hai rất là rộng rãi. Có cửa gió điều hòa đằng sau và cổng sạc 12V. Nếu mà muốn tìm hiểu về hết về những tính năng option của chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu cao cấp này thì anh chị có thể qua trực tiếp salon bên em xem và chạy thử cảm nhận về xe thì mới có thể cảm nhận được hết và biết hết được những cái option, những cái tính năng của chiếc xe. Và chiếc Hyundai Santa Fe sản xuất năm 2021, tên tư nhân, mang biển số tỉnh, thì bên salon em đang chào bán với giá là 1.299.000 đồng. Giá cả thì hoàn toàn có thể thương lượng khi anh chị qua trực tiếp salon bên em xem xe, chạy thử và cảm nhận về xe. Và chiếc xe này bên em vẫn hỗ trợ vậy anh chị ngân hàng lên đến 70% giá trị xe, kết hợp cùng với đó là sẽ cam kết cho anh chị về chất lượng xe, không đâm đụng, không ngập nước. Và anh chị hoàn toàn có thể mang xe ra gara hoặc mình mang vào hãng để mình kiểm tra về chất lượng của chiếc xe. Và đến cuối video rồi thì em cũng xin phép được dừng video này đây. Và hẹn gặp anh chị ở video tiếp theo. Em xin được cảm ơn.